những sự thật về Dân Dương mà các bạn chưa biết. Sẵn cái video này á thì mình sẽ hỏi Dân Dương đến khi nào mà show toàn mặt cho các bạn xem luôn nha. Còn bây giờ á thì mình sẽ tay lè bé Dương nha các bạn. Let's go. Anh qua đây anh có hàng tá câu hỏi của mấy bạn muốn hỏi em nè. Để em biết ngay mà, mỗi lần mà anh qua lúc nào cũng có điểm hết trơn á. Vậy không có lúc nào mà qua chỉ đơn thuần là chơi hết trơn á. Thì vậy chơi hả? Rồi vậy bây giờ vừa chơi vừa hỏi đó. Anh tưới cây giùm em luôn nè, thấy anh tốt chưa? Hỏi quá à. Đó thì em nói rủ qua toàn là hỏi, không chơi thì bây giờ vừa chơi vừa hỏi. Rồi bây giờ theo như em muốn á, là vừa chơi vừa hỏi nha. Bây giờ thì anh sẽ dắt em vô Obira nhảy nè, vừa chơi vừa hỏi luôn. Bây giờ anh sẽ hỏi câu mà mấy bạn đang thắc mắc nha. Câu đầu tiên nha là em cao bao nhiêu? Em cao 1m65, 1m66 gì ấy. Ủa vậy rồi, vậy 65 hả, 66? Em không biết nhưng mà trước mắt là em thấy là em cao nhất trong team nữ bầu team rồi đấy. Rồi ơi. Ủa sao mà 1m65 là cao lắm á. Vậy thì em bao nhiêu ký? Em 47 ký. Wow, vậy là 1m65, 47 ký. Đúng. Để đấy. Nè anh chạy chậm dữ rồi ta, anh phỏng vấn mà anh chạy chậm dữ rồi ta. Vậy ủa vậy là tên thật của em là gì? Tên thật là Mai Thị Lan Anh. À, tên thật là Mai Thị Lan Anh. Ủa, nếu mà tên thật Mai Thị Lan Anh, vậy tại sao em lại đặt tên là Dương Baby ở trong game vậy? Nó là một câu chuyện dài á, anh có muốn nghe không? Đâu, em kể đi. Thì là cái hồi mà em học lớp 9, lớp 9 hay bao nhiêu, hồi 15 tuổi á, cách đây 6 năm gì đó. Cái xong hồi đó em chơi game đồ. Cái game đó nó kiểu nó ít nam chơi lắm, toàn nữ chơi thôi. Thế là em mới giả nam em đi em tán gái. Mà giả nam thì mình phải đặt tên nó giống giống nam xíu đúng không? Thế là em đặt tên Dương. Hồi sau em cảm thấy là cái tên này nó nam tính quá nè, em đổi lại thành thêm một từ Dương nó thành Dương Dương. Thôi rồi đó. À dạ, lý do đặt tên Dương là hồi đó là mục đích là đi cua gái. Đúng. Thôi chịu quá. Trời ơi, chịu rồi, tôi biết nói gì giờ thôi. Đặt tên Dương thì đi cua gái thôi, chịu rồi. May mà hồi đó không đặt tên Hoài, đi cua gái đó. Gì vậy trời. Thôi chịu rồi. Vậy là các bạn đã biết rồi nha các bạn ơi. Tên Dương của bé Dương á là do là đi cua gái nên đặt tên Dương nha các bạn. Còn tên thật á là Mai Thị Lan Anh nha. Gọi Lan Anh thôi được không vậy? Tại sao lại chưa thời đọc rõ cả họ tên nhau ra vậy? Rồi vậy là tên Lan Anh nha. Tên Lan Anh cũng khá là đẹp á mọi người. Đúng rồi. Anh mà nói không đẹp cái là cái clip mày tắt luôn à. Gì vậy trời. Ủa như bây giờ thêm một câu nè. Mấy bạn cực kỳ là muốn hỏi em mà mấy bạn đang cực kỳ là thắc mắc luôn á. Đâu anh hỏi đi. Tại sao tới giờ em vẫn chưa sâu mặt? Xấu thế rồi. Tại xấu ha, là sợ xấu. Thì kiểu hướng nội ấy anh, con người hướng nội overthinking là kiểu không có muốn show mặt, sợ mọi người phán xét nhiều ấy. À vậy là lý do bé Dương không show mặt là hướng nội nha các bạn. Overthinking là hay suy nghĩ nhiều, sợ mấy bạn comment nhiều và toxic này nọ các kiểu. Đúng rồi, mọi người toxic á, mọi người kêu trời xấu gì mà cũng yêu anh Hoàng ở cúc y đó. Vậy xấu vậy ngầm suy nghĩ. À tính ra anh cũng đâu đẹp gì mấy đâu trời. Nhưng mà người ta sẽ nói như vậy, người ta đánh giá anh hiểu không? Ủa vậy là trong tương lai em nghĩ em sẽ có show mặt không? Chắc là có ấy. À vậy nhớ mốt mà có gặp anh Hòa là phải show mặt chứ đúng không? Chứ mốt không gặp là không show. À vậy là chỉ show mặt khi gặp anh à? Gì vậy nè. Em nói nếu mà không gặp anh thì không show. Mai mốt gặp anh qua mới show. Nói thế thôi chứ còn mốt rồi tính. Ủa hay nhờ. Vậy trời, nói lộn xộn vậy. Vậy là rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy bạn chưa hiểu. Em cũng chưa hiểu. Chắc là có nhưng mà em chưa biết là khi nào ấy. Vậy là trong tương lai là bé Dương sẽ show mặt nha các bạn, nhưng mà không biết khi nào nha. Lý do tại sao em đến với bộ team vậy? Kiểu tới với bộ team cũng kiểu là một cái cơ duyên gì đó. Hồi đó trong team đủ anh biết là em thích ai nhất. Em thích ai nhất? Em thích chị Gia Duy nhất. À em thích chị Gia Duy nhất rồi. Vậy em em ghét ai nhất? Ghét anh Hoàng nhất. Tự nhiên ghét tôi vậy? Thôi chịu ơi. Ai cũng yêu thương hết á. Kiểu mọi người trong vô tiên nhà mình ai cũng dễ thương. Nếu yêu hết trời, yêu mọi người nhiều lắm. Em phải biết một điều như thế này. Nếu mà em ghét ai là trời sẽ trao em của đó, hiểu không? Vậy thì em ghét anh Hòa. Em biết chị Gia Duy. Xong hồi đó là mọi người kiểu chủ do là biết chị Gia Duy thì cũng sẽ biết bô tim ấy. Cái động lực để mà khiến em vô bô tim mà chỉ có mình chị Gia Duy thôi đó. À chị Gia Duy là động lực của em vô bô tim. Đúng rồi, hồi đó thích chị Gia Duy nên mới vô. Chứ do là hồi đó em cũng thấy bài đăng của mọi người nhưng mà em không ấn tượng với mấy cái bài đó lắm á. Kiểu em không hứng thú lắm. À tính ra bài đăng như nhau hết em ơi. Copy sao chép ra. Thì đúng rồi, ấn tượng như nhau thôi nhưng mà em vẫn cảm giác như cậu thích cái bài đăng của chị Gia Duy hơn. Vậy đó. Vậy là thích, lý do tại sao thích chị Duy vậy? Em cảm giác ở chị Duy nó có cái gì đó khiến em cảm thấy nó dễ chịu ấy. À. Kiểu ở mỗi một cái kênh YouTube ấy, nếu mà anh coi thì người ta sẽ đều mang cho anh một cái cảm giác gì đấy về người ta ấy. Coi clip của chị Duy khiến em cảm thấy bị chill ấy. Rồi bây giờ hỏi câu tiếp theo nha. Là em làm YouTube lâu chưa? Về Play Together hay là về cái khác? Nếu mà về cái khác là làm lâu rồi đó. Mà em làm lâu em bỏ thôi. Ủa vậy nó có nghĩa là trước đó ngoài trước khi chơi Play là em chơi cái khác à? Trước khi chơi Play là chơi cái khác nữa, còn về làm YouTube là cũng mình làm lên cái khác luôn. À vậy trước khi chơi Play là em chơi cái gì vậy? Trước khi chơi Play là em chơi Free Fire, lửa chùa rồi đó. À sống dai thành bà nội gì vậy hả? Đúng rồi, kiểu anh còn muốn có Free Fire không? Em gắn anh lên huyền thoại luôn, vô không? Ghê vậy, anh không biết chơi.
À, không biết chơi hả? Vậy thôi, bye bye. Dạ, thì sao nói gánh anh? Ủa anh không biết chơi thì mắc gì tôi phải gánh? Ủa không biết chơi mới gánh chứ anh biết chơi rồi cần gánh chị. Ô nô, chú đã bị lạc về chỗ đầu rồi trời, ô nô. Không, nếu mà anh biết chơi rồi anh sẽ gánh em chứ. Em gánh anh chị. Nhưng mà em tặng lắm, em gánh anh kem đi luôn làm sao? Ủa vậy sao nãy kêu gánh trời? Người ta nói vậy thôi chứ gánh anh là hai đứa mình cùng ngủ mình sao hả? Thôi chịu rồi, cái Dương có một cái tật xấu là hay hối hận những gì mà mình nói lắm các bạn ơi. Nói cho đã rồi xíu nữa hối hận. Anh phải yêu thương người ta chứ đúng không? Bây giờ anh có biết là gánh anh lên cái kiểu nó tụt rank rồi này kia nó mệt mỏi lắm không hả? Nó sẽ bị stress cả hai đứa mình luôn đi. Ủa chơi game để giải trí mà đâu anh cần, anh đâu cần lên gánh. Ủa anh không em đăng thì thôi để em lên đăng một mình em đi rồi đi theo em chi chạy. Em làm YouTube lâu chưa? Em từ hồi năm 15 tuổi đó anh. Năm 15 tuổi hả? Ồ vậy là bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi? Gần 21 rồi. 21 tuổi? Vậy là làm 6 năm rồi à? Không, em làm tính ra thì làm có 2 năm rồi, tới năm 17 là ngưng. Kiểu như làm mệt quá rồi nghỉ mệt. Hết mệt làm tiếp. Sao nghe nó nghe hồi nãy nó cũng hợp lý nha. Nhưng mà tại sao lại làm lại vậy? Thôi chết à, em vẫn thích cái ngành này ấy. À. Thích là một chuyện, còn kiểu có động lực hay này kia để mình làm ấy không phải là một chuyện khác ấy. Không cái giờ Bobo Team cái cùng gặp mọi người chung chí hướng quá thì mình có động lực mình đấy lại thôi. Rồi có động lực bám trụ nó lâu dài ấy, chứ nếu mà làm một mình buồn gần chứ. Rồi bây giờ ngày tháng năm sinh chính xác của em là gì vậy? Là ngày 28 tháng 7 2003. Wow, 28 tháng 7 2003. Bây giờ hãy gọi là Dương Baby 2003. Gơ vậy. Ủa vậy là cung hoàng đạo của em là gì? Là cung sư tử. À, sư tử là cái gì vậy? Gì cười vậy? Tình yêu dành cho anh gọi là bất tử. Rồi bây giờ đến câu tiếp theo nha. Rồi nhà của em ở đâu vậy? Nhà của em ở Biên Hòa. Wow. Nhưng mà chính xác thì bạn nào mà cũng ở Biên Hòa mà ở cái khúc bệnh viện tâm thần á thì có thể hẹn vô ra chơi nha. Gì vậy? Thì cái chỗ em là Biên Hòa nổi tiếng rồi, có cái bệnh viện tâm thần bự chà bá luôn á. Ờ mình nói tới Biên Hòa là mình dừng được rồi em ơi. Rồi nhà của bé Dương là ở Biên Hòa Đồng Nai nha các bạn ơi. À hồi đó em đi học á, kiểu ông thầy đứa nào mà học ấy ông kêu là mấy đứa đó mà học đi chứ đừng không mà vô đó đó học dở dừa thôi, không nhiều nó bị khùng á. Còn món ăn yêu thích của em là gì? Em thích nhiều món lắm, anh muốn hỏi món nào? Món ăn thì thích cái gì mà ăn được á? Hải sản, mì cay hả? Kiểu em cũng tùy lắm nha, có lúc em thích ăn mấy món đó nhưng mà có lúc em thích ăn kiểu ăn rau không cũng ngon. Hay là em thích uống cà phê nữa. Rồi vậy là tóm lại là bé Dương sẽ thích ăn hải sản với lại mì cay với lại ăn rau nha các bạn, thích uống cà phê. Đó, con gái uống cà phê trời thôi chịu rồi. Tại sao em thích uống cà phê vậy? Dạ gần đây em bị thiếu ngủ anh. Ủa thiếu ngủ rồi? Là em uống cà phê nhiều quá, uống riết nó bị ghiền luôn á, cảm giác không có nó không chịu nổi. Uống thay trà sữa mà từ cái lúc mà em uống cà phê nhiều là em ngưng trà sữa hẳn luôn á. À vậy là hồi đó em ghiền uống trà sữa nhưng mà giờ đổi ra thành cà phê rồi, hết ghiền trà sữa rồi. Đúng rồi, hết ghiền trà sữa rồi, hết ghiền đồ ngọt rồi. Rồi trước khi kết thúc clip á em có muốn nói gì với mấy bạn không? Muốn nói là Dương yêu mọi người rất là nhiều. Mong mọi người hôm nay sẽ có một ngày vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều. Rồi, vậy là những sự thật của bé Dương á là mình đã hỏi hết rồi nha các bạn. Nếu như các bạn còn muốn mình hỏi cái câu gì á thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha. Và mình biết các bạn đang thắc mắc một câu nhất là luôn á là mấy bạn kiểu như là đang muốn nhìn mặt thật của em luôn á bé Dương. Mặt thật của em ở ngoài đời rồi. 100% luôn nha. Chứ hôm bữa em show mặt cho mấy bạn xem á, nhưng mà em show thì em lấy cái tay em che mắt tiêu rồi, chứ coi được kiểu như là có nửa khuôn mặt thôi, không có xem được hết mặt. Thì đến khi nào em mới cho xem hết mặt vậy? Mấy bạn đang rất là thắc mắc luôn á. Chắc là trong năm nay, còn khoảng thời gian chính xác thì em không rõ nữa. Rồi ok. Rồi vậy là bé Dương nói là trong năm nay các bạn ơi, là trong năm 2024 này bé Dương sẽ show mặt cho các bạn xem nha. Đó, mặt cool luôn nha các bạn, chứ không phải là nửa cái khuôn mặt ở cái clip trước mà mình làm đâu nha. Đó, vậy là các bạn sắp được xem bé Dương rồi nha. Rồi, còn ai muốn hỏi gì á thì để lại bình luận bên dưới nha. Rồi, vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi nha các bạn ơi. Đó, hẹn các bạn vào video sau nha. Bye bye. Yêu mọi người nhiều lắm.